Vũ Ngọc Thiên ơi, tại sao Halloween lại được gọi là ngày hội hóa trang? Vậy thì cùng mình tìm hiểu về lễ hội hóa trang Halloween. Đương nhiên là lễ hội hóa trang Halloween nó không giống như kiểu mấy bạn nữ tẩy trang mà làm các ông hết hồn đâu. Thực chất cái ngày 31 tháng 10 hàng năm này có ý nghĩa tương đồng với tháng 7 âm lịch của Việt Nam. Là cái đêm mà ranh giới giữa con người và quỷ dữ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Là cái ngày mà các linh hồn trở lại trần gian theo quan niệm của các nước phương Tây và cũng giống như là mở cửa phủ của các nước châu Á. Con người ta chọn cách hóa trang để hòa nhập trong đêm đó, để quỷ dữ không nhận ra và để không bị bắt đi. Bắt nó này lan rộng ra và trở thành trào lưu văn hóa trên toàn thế giới. Nó có thêm tên gọi khác, đó là lễ hội hóa trang Halloween. Vũ Ngọc Thiên, người đưa mỹ thuật truyền thống lên mạng xã hội 4.0.